Chào toàn thể anh em. Đồi rừng đây. Ong của tôi đã lên rừng. Chúng chia đàn, gọi là chúng đường. Thế thì về mùa hè cũng chia sẻ tất cả chúng ta rồi. Giờ nó tầm khoảng 4:30. Nuôi ong ít nhiều từ 20 đàn trở lên là chúng ta là phải di chuyển. Di chuyển đàn ong. Nếu về mùa hè thì chúng ta cần đặt ong trong bóng râm này. Đây là bóng râm suốt nhá. Suốt cả ngày luôn. Từ sáng đến tối là không bị này. Trồng tán cây. Đây, đặt ong thì phải ở trong bóng râm thì nó mát ong. Mát ong thì đàn ong nó phát triển tốt hơn. Đấy là cái lẽ đương nhiên. Chứ còn như mấy cái ong vịt giờ ong phơi nắng, cứ bỏ ong bốc bay, mấy ong bốc chia đàn. Giờ đang mùa thu mật, ong làm sao bốc bay được. Đặt ở trời nắng, ong là chúng ta phải di chuyển. Mùa hè là chúng ta phải cho vào trong bóng râm mát, mà tránh cái nước gọi là trôi nổi ra nhé. Nước mưa, nước ấy nó làm trôi giạt đàn ong. Chứ đừng nghe cái ông vịt thì Thanh Hóa, ông phơi hết đàn ong ra xong rồi đặt cái, những cái tấm gọi là vỏ bao xi măng nó lại hấp thụ ánh nắng nữa thì ong không ôm cầu, nó lại bỏ cầu ra. Đấy, chúng ta đặc biệt chú ý. Đây các bạn nhìn xem vịt Thanh Hóa này. Đấy, vịt thạch thành Thanh Hóa lúc nào cũng rao giảng, ong thì sida. Ong phơi nắng. Ong về mùa đông, nếu mà cách đặt ong về mùa đông thì chúng ta là phải đặt như cái vườn ổi này, là chúng ta đặt xuống dưới vườn ổi này là ok. Đã. Thì mất tháng 8 là nó còn nắng, nhưng mà từ tháng 9 trở đi thì nó lại phù hợp. Đến tháng 2 âm là phù hợp cho đàn ong nội. Đấy. Nhưng mà đã từ tháng 3 âm trở đi là chúng ta phải di chuyển. Thế nuôi ong là di chuyển. Tác dụng của đàn ong: thứ nhất, về mùa đông ong tránh gió bấc này, tránh lạnh này. Đấy. Thế còn về mùa hè thì tránh nóng, rồi chống nóng cho đàn ong. Chống nóng cho đàn ong bằng cách di chuyển đàn ong vào trong bóng râm. Đấy. Thì đàn ong nó mới phát triển được. Chứ mà cứ phơi nắng đàn ong là lúc nào trong nhiệt độ đàn ong nó đã từ 32, 36 độ rồi, nó lại thêm 3, 4 độ nữa. Đấy. Thế mà đặc biệt về mùa này, các bạn, các bác là phải chú ý nhé. Chúng ta đặt ong ở những cái nơi nào mà nó có cái nguồn nước cống rãnh, rồi là nước ấy ong mà nó hay ra lấy nước ở những cái khu đấy, là chúng ta là phải bố trí một cái bể nước. Bể nước thì đơn giản thôi. Đấy, để cho ong tập trung vào đấy lấy nước sạch. Đấy. Về mùa hè để chống nóng cho đàn ong thì con ong thứ nhất là đi lấy nước quạt gió làm mát tổ. Kết hợp với người di chuyển đàn ong vào dưới gốc bóng cây. Đấy. Còn về mùa rét thì chúng người là phải tác động chống rét cho đàn ong bằng ni lông, bằng giấy báo, bằng nỉ chăn. Còn về mùa đông
Đấy. Thì khi nhiệt độ bên ngoài mà nó xuống tới độ khoảng 15 độ hay là 10 độ thì chúng ta là phải cho ăn no, vít nắp. Thế thì đàn ong nó sẽ ăn mật và nó sẽ tạo nhiệt. Đấy. Và được ủ ấm nữa thì đàn ong mà lại tránh gió bấc thì nó phát triển tốt hơn. Nuôi ong là chúng ta phải di chuyển dù ít dù nhiều, 20 đàn hay là 30 đàn. Đấy, ví dụ các bác mà nuôi tại chỗ 10 đàn thì chúng ta cũng phải là phải chọn chỗ để chúng ta đặt. Đấy. Chúng ta chỉ có di chuyển đàn ong đi đến nơi khác một tháng rồi chúng ta lại quay về, nó đơn giản. Đấy, chúng ta chú ý thế. Em mùa nắng thì cũng mong là giờ là mới chỗ nào tốt thì đã là quay vòng 2 vòng 3 của mặt rừng. Còn chỗ chưa tốt thì mới được vòng 1. Đấy. Thì ong của tôi đã lên rừng rồi. Đấy. Thì về mùa này đánh đường trường thì chúng ta cứ đánh ong 3. À, đây ong 3 này. Đấy. Ong 3 quân nó phải rào ra thế này nhá. Chú ý chúng ta cố gắng đặt thước. Đấy. Ai mà đặt ong trong bóng râm là năng suất là nó sẽ tăng thêm một vòng. Đấy. Đi rừng thế này gọi là đi rừng trốn đường. À. Nhộng rất ok nhé. Đang có hiện tượng là gốc cưa ong đực. Đấy. Hiện nay ngô đang nhiều. Ngô nhiều và phấn lúa thì phải đến cỡ đến rằm tháng tư âm mới hết. Đấy. Ở nhà nó rỗng ruột đấy. Đây, mật cũng xăm sắp rồi đây. Cái mật này cũng tôi cũng không tha thiết lắm. Khi chúng ta quay mật thì chúng ta về mùa này chúng ta cứ giữ ong 3. Nhớ các bác các bạn để thước nhé. Để thước. Để thước vào. Còn ong nó tự điều hòa. Đấy. Chia bằng cái tấm này thì nó tránh được nước mưa. Còn đây cái đàn này nữa. Còn nguyên ghim. Đấy. Đặt trong bóng râm mà ong đã dạt như thế này. Chúng ta di chuyển thì như các bác nhớ đây này, cái đinh này. Đóng đây một cái đinh này. Đấy. Di chuyển gần thì chúng ta phải cho thước vào cho nó đều giữ. Đấy. Lấy một cái tre cứng này, lấy cái dây thép rồi chúng ta buộc vào rồi chúng ta rít. Đấy. Đấy là ghim ong để di chuyển. Đây. Xem hết cả ba cầu xem cầu trong như thế nào.
Đấy, cầu trong giờ mới lên nhộng này. Đấy. Nhộng cả hai bên. Đấy. Đây, còn cầu cầu giữa này thì đang cơi chân này, cơi chân này, đấy. Mặt đang chuẩn bị vít nắp. Đấy. Về mùa này ong này nó lại đẻ từ cầu vắt ngăn ra, đấy, đang cơi lỗ ong đực này, ong đực hai góc này. Mặt đây, mặt này chúng tôi không hám đâu nha. Này chỉ tuần nữa là quay được. Ra đây là phải làm ông tạo ông chúa này. Về mùa này các bác các bạn đánh ong cứ để ong ba, ba đánh bền. Đấy. Giữ quân đông tốt là ra là phải vòng 2 vòng 3 rồi đấy. Đấy. Sang tháng 4 đánh 4 vòng nữa tốt hết mặt rừng. Còn đánh thì phải muốn đánh thì phải bo phấn. Vâng, nay thì ong đã lên rừng. Về mùa này thì nay tôi cũng nói là mục đích di chuyển đàn ong này. Di chuyển đàn ong mùa đông thì chúng ta đặt ra ngoài ánh nắng. Còn về mùa hè thì phải chui vào bóng râm. Thì người nuôi ong thì chống nóng chống rét là do mình phải di chuyển. Nuôi tại chỗ tại gia chúng ta chỉ có di chuyển chỗ nọ chỗ kia chỉ tầm một tháng thì chúng ta về nó rất cũng dễ thôi mà. Đấy, di chuyển thì cũng mang tính chất lợi nhuận cao. Ban mật rễ rồi là ban giống rồi tiếp cận thị trường. Đàn ong thì tránh rét rồi chia đàn để di chuyển thì nó gặp nguồn nó khác. Thế thì nay chia sẻ nhanh về cái vấn đề gọi là đánh dòng mật hè để chúng ta nên chú ý. Ủng hộ kênh các bác các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào tạm biệt.